Hướng dẫn cho anh em cách chế bộ nâng hạ cát sới tự động và hoàn toàn có thể điều chỉnh chiều cao nâng cát hạ đóng và có thể tùy ý có thể dùng hay không chỉ bằng một nút gạt. Bộ đạp chân côn để chúng ta đi kéo móc đạp chân côn cho nó dừng luôn cả cái móc cầu đấy. Đây mình sẽ chạy một đoạn ở góc cuối bờ cho anh em xem nhé. Nâng lên nó sẽ tự cắt sới lại. Rồi mình quay ở sớm sớm tí để cho anh em nhìn cho rõ thôi. Đây sau khi quay đầu bờ xong hạ xuống một cái là nó sẽ tự đóng thôi, chúng ta không cần phải côn số nữa, mà nếu đang đi mà chúng ta nâng lên cái nó sẽ tự cắt và hạ xuống, nó sẽ tự đóng, rất là tiện lợi cho anh em khi mà quay đầu bờ không phải nhiều thao tác. Còn đây cho anh em thả côn này, nó quay này, rồi đạp côn lại là nó dừng ngay đấy, thả côn nó quay, đạp côn nó dừng, rồi đấy thả côn nó quay. Và nếu như mà chúng ta mà cần bỏ cái thao tác này đi thì chúng ta chỉ cần gạt cái công tắc về phía trước này là đạp côn nó trả về trạng thái cũ của máy, là đạp côn nó vẫn quay bình thường và thả côn nó vẫn quay bình thường. Đó là thứ nhất nha. Rồi còn thứ hai là nâng lên, đây nâng lên cao nó tự tắt, rồi hạ xuống nó tự đóng, và chúng ta hoàn toàn có thể điều chỉnh được cái chiều cao thấp tùy theo ruộng lầy lội hoặc là ruộng khô nhé, tùy chỉnh thoải mái luôn thưa anh em. Và máy sẽ giới thiệu cho anh em cách lắp này. Đây đầu tiên là để lắp dễ nhất là chúng ta tháo bỏ cái ghế ra, và đây là cái công tắc chân côn, chúng ta gióng xuống chúng ta thấy một cái công tắc, cái rắc điện nối màu trắng, chúng ta sẽ tháo cái rắc điện nối màu trắng này ra, chốc nữa mày sẽ chỉ cho anh em cách tháo. Còn cái bộ nâng hạ đạp côn nó sẽ để ở đây, rồi cái công tắc chân côn sẽ để ở chân côn, và đây là trạng thái của cái công tắc chân côn đấy, nó đơn giản là nó như thế này. Rồi rắc điện nó là nguyên bản nhé, đặc biệt là những cái rắc điện này thì được bọc nó nguyên bản theo cái máy gian ba. Ở đây là hai cái dây thít để thiết sắt để nẹp cái công tắc đạp côn này lại ở cái chân côn. Đây lắp vào chỗ này nha. Rồi đây đầu tiên là luồn hai cái dây thít vào. Hai cái dây thít này nếu như anh em nào mua cái bộ đạp côn cũng như là cái bộ nâng hạ của KTM thì có sẵn, và trạng thái hoạt động của nó khi mà lắp lên cái chân côn nó sẽ nằm thế này đây. Cái công tắc được xoay nghiêng như thế, rồi luồn dây điện vào. Tất cả dây điện là đều được bọc thế này. Thiết bị của KTM mà anh em mua về nó sẽ được bọc như thế này, còn anh em chế thì cũng hết sức là cố gắng để đưa cái dây điện vào trong cái bọc để tránh trường hợp là chập chang lung tung. Rồi chúng ta đưa vào đây thôi. Rồi. Thiết cái dây thiết lại. Đây mình sẽ thiết cho nó chặt rồi quay rất kỹ bên trong cho anh em xem cái hoạt động của nó này, để anh em có thể tự chế chấm được nếu cần. Đây khi mà chúng ta giẫm côn thì cái cần nó sẽ, cái vòng bi, cái hòn bi nó sẽ đạp vào bên trong cùng của cái côn, của cái sắt xi ở sau cái thùng dầu ấy. Đấy, đây đây như thế này là sẽ là tắt sới, tắt PTO. Đó, đơn giản như vậy thôi. Và chúng ta lồng dây này. Dây thì luồn xuống bên dưới, đi qua mé trên của cái lọc sát với cái sắt xi để trần ở bên trên, rồi luồn ra phía sau. Đây, dây của KTM thì đủ hết nha thưa anh em. Đặc biệt là cái rắc điện là rắc chuẩn theo máy IM3 của Yanma. Đây, sau khi chúng ta luồn xong chúng ta đạp xuống này để xem cái dây điện nó có bị căng hay không, đạp đi đạp lại để chuẩn cái dây điện nhé. Đó. Rồi và đây chúng ta tháo cái rắc điện này ra, thì cái cách tháo cái rắc điện ở cái chỗ công tắc nó như thế này. Đây nó có cái lẫy rất nhỏ, cái rắc này thì tháo là hơi cẩn thận một tí đấy. Thứ nhất là nếu như nó sạch sẽ thì bấm như này nó giang luôn, còn nếu như nó không sạch, ví dụ nó mắc bùn hoặc mắc một cái gì vào cái lẫy nhỏ nhỏ đấy, vì nó lẫy nó rất nhỏ, thì chúng ta chỉ cần dùng một cái tu vít dẹt nhỏ hoặc cái que mỏng thôi. Đây dùng một cái que mỏng chúng ta cài như thế này, cài từ bên trong nhé, từ bên trong đây, từ bên trong đấy, để ấn cái cá nó ra, xong rồi ấn cái cá cho nó xuống cho nó rút ra đấy, thế thôi, rất là đơn giản để có thể rút được cái rắc điện trên cái máy. Rồi vào đây là đưa cái bộ cơ khí của công tắc nâng cắt hạ đóng tự động đóng cắt sới này. Đây anh em, tất cả mọi thứ được chuẩn hóa nhé, từ cái rắc điện đôi
cho đến hệ thống cơ khí là anh em không phải khoan khoét cắt ghép bất cứ cái gì, kể cả cái lỗ gen ở trên máy cũng đã có sẵn rồi. Đấy, đấy, chúng ta đặt vào như thế là lỗ gen nó đúng như thế luôn, không phải khoan khoét cắt ghép hàn xì gì đâu nhá. Còn lưu ý như thế này là cái tay cần nó sẽ nằm ở dưới, như hình anh em đang xem đây, đây nó nằm ở dưới của cái cần điều khiển, của cái cần điều khiển van bên trong của cái hệ thống thủy lực của IM3 nhé. Đấy, nó nằm ở dưới thế này, giống hệt như này luôn. Đây thưa anh em, khi mà chúng ta đưa cái hệ thống cơ khí vào thì có một cái cần chữ L đấy, nó nằm phía sau của cái máy và nó nằm dưới của cái thanh điều khiển van nâng hạ, điều khiển vị trí của IM3 nhé. Rồi sau khi mà chúng ta đặt được nó ở phía dưới thì chúng ta vặn lại. Nhớ là hai cái gen này thì một cái gen 10, một cái gen 8 thôi anh em. Rồi một điều rất là quan trọng là chúng ta cần phải có một cái lò xo như thế này. Cái nẹp lò xo như thế này rất quan trọng để làm gì? Để khi mà chúng ta nâng lên hạ xuống cái cần ấy, nó sẽ liên tục ăn khớp với nhau, ăn khớp với nhau, và nó tránh trường hợp là bùn đất nó nặng nó chiếu cái cần kia xuống thì nó mất chính xác đi. Thì chúng ta cần phải có làm cái lò xo, làm cái lò xo nẹp như thế này, đây lò xo chữ V đấy, có nâng lên hạ xuống hay có cái cần chữ L của bộ cơ khí thì nó có nặng thì nó cũng sẽ không bị tuột ra, nó tạo cái sự ổn định cho việc là nâng cắt hạ đóng đúng vị trí chúng ta mong muốn, và chúng ta hoàn toàn có thể điều chỉnh được cái chiều cao của cái sừng kiếm này cũng như là chiều cao của cái sới nhá, khi mà chúng ta thích, hoặc chúng ta hơi tắt đi. Vào đây, đây là hai cái giắc điện nguyên bản của máy, cắm vào hai cái giắc điện cũng được cái của hệ thống đóng cắt sới tự động. Thì cái giắc điện này đơn giản thôi, nếu anh em mà muốn tự chế mà mua cái giắc điện này không được thì có thể liên hệ với KTM là sẽ gửi cho anh em được cái giắc điện này. Hoặc nếu cái giắc điện nguyên bản trên máy của anh em, trên cái công tắc đóng cắt sới tự động màu vàng ấy, nó có bị đứt hay nó có bị tuột hay nó có bị vỡ gì đấy, thì anh em hoàn toàn có thể mua hoặc là nhờ anh em kỹ thuật máy gửi cho đến tận nhà luôn. Cái giắc điện này không đắt đâu, vài chục nghìn một cái thôi. Đây, dây điện đã được chế sẵn công tắc đầy đủ nha thưa anh em. Đấy, và thưa với anh em là đây là cái cách chỉnh chiều cao đóng cắt của sới. Đây có cái đuôi cá này, anh em thấy không? Có cái con ốc 10 này. Rồi nới cái ốc 10 này ra, anh em thấy cái con ốc 10 nó nằm trên một cái rãnh, bên trong là một cái rãnh hạt đậu không? Rãnh này đã được thiết kế sẵn nha, để anh em có thể điều chỉnh là nâng cao nó mới cắt, hoặc là hạ thấp bao nhiêu nó đóng, hoặc là nâng cao bao nhiêu nó đóng cắt, hạ thấp bao nhiêu nó đây. Ta chỉ cần nâng ví dụ như để ở khoảng giữa thôi. Nâng khi nào mà cái đuôi cá nó đè vào cái công tắc. Cái công tắc này là cũng là loại rất là xịn, công tắc của Omron. Đấy, rồi chúng ta vít lại thôi. Đây, thứ này là nó sẽ đóng sới này. Đây. Đây, đây là tình trạng là sới quay nhé. Còn đây, tình trạng ấn vào cái công tắc này là lúc đó là tắt sới. Thì chúng ta nâng cái sới lên, chúng ta ưng thì bắt đầu chạm như thế này đang cắt sới này, thì chúng ta có nâng cao nữa nó cũng trượt thế thôi, và nó sẽ làm cho cái công tắc này nó điều khiển cùng với cái công tắc sới màu vàng. Đây, đây anh em thấy nhìn hoạt động của nó này, đấy đấy đấy, thế này là đóng sới này. Rồi còn cái công tắc này là một cái công tắc rất quan trọng, nếu chúng ta để trong cái từng trường hợp gạt on thế này thì nó trở về trạng thái nguyên bản của máy off, thì nó sẽ thực hiện theo lệnh của cái bộ chúng ta chế. Đây, nâng thế này là sẽ đóng cắt sới, hạ thế này là sẽ đóng sới, còn chúng ta bật về on thế này là nó sẽ trả về cái tình trạng nguyên bản, là có cái này có nâng lên hạ xuống thì sới nó vẫn quay bình thường, như thế này là sới vẫn quay bình thường, chúng ta trừ khi chúng ta gạt về trong thế này. Đây, đóng này, cắt này, đóng sới này. Đấy, nếu chúng ta gạt về on ra ngoài, chúng ta có nâng lên hạ xuống thì nó sẽ theo cái công tắc màu vàng nha, nguyên bản của máy. Vào đây, đấy, hạ xuống nó đóng này, rồi nâng lên,
Đấy, thôi anh em nâng lên cắt. Tùy cái điều kiện chúng ta ruộng lầy lội nhá, như anh em nhớ nhá, lầy lội hay là như thế nào chúng ta nâng cao hạ thấp, nâng cao nó mới đóng cắt hay là hạ thấp nó đóng cắt thì tùy chỉnh theo cái đuôi cá đấy, chứ không phải là chúng ta không chỉnh được. Cái dùng lầy lội, nhiều anh em bình luận là thế rồi ruộng lầy lội rồi vớ mặt, khi mà đã làm ra thì mọi thứ nó đã chuẩn rồi, nó đã tiêu chuẩn. Và thưa anh em, đó là cái cách lắp của bộ nâng cắt hạ đóng, có nghĩa là tự động đóng cắt sới khi nâng hạ và tự động đóng cắt sới khi đạp chân côn. Để đạp chân côn thì chúng ta dùng cho kéo móc cầu đẩy, còn tự động nâng hạ khi tự động đóng cắt sới khi nâng hạ thì chúng ta dùng cho sới khi quay bờ quay đầu, là chúng ta sẽ tiết kiệm được rất nhiều cái thao tác, là đến đầu bờ chúng ta chỉ nâng lên là nó cắt, còn quay lái quay lại xong hạ xuống là nó đóng, thì cái thao tác của anh em sẽ rất là thuận tiện. Và hy vọng rằng anh em sẽ độ chế cho mình được những cái bộ như thế này để lắp cho máy kéo IM3 của anh em linh hoạt hơn. Hoặc nếu như anh em nào mà không thích độ chế thì có thể truy cập vào website kỹthuatmay.vn hoặc là gọi cho hệ thống của KTM để gửi cho anh em đến tận nhà. Và trên website kỹthuatmay.vn thì có báo giá cụ thể cho anh em rất là rẻ thôi. Thì hy vọng anh em sẽ có những cái thiết bị để làm cho cái máy linh hoạt, lái nhàn hơn, thích hơn và hiệu quả hơn.